Phan Anh, Trần Loan, Anh Phương, Hương Giang, Phương Anh, Mai Anh, Sương Mai và Mạnh Cường. Họ là những sinh viên đến từ các trường đại học khác nhau nhưng lại có chung một niềm đam mê, đó là tìm hiểu và khám phá về nét đẹp truyền thống trong văn hóa của dân tộc Việt Nam. Những buổi gặp gỡ, những chuyến trải nghiệm thực tế đã giúp họ hiểu và yêu hơn đất nước của những địa danh, những di sản văn hóa nổi tiếng, của những lễ hội, phong tục tập quán truyền thống và cả những món ăn, những trang phục mang đậm hồn dân tộc. Đi để lắng nghe, đi để thấu hiểu, đi để tìm về với nguồn cội Việt Nam. Đó chính là thông điệp những người bạn này muốn gửi đến cho thế hệ trẻ hiện tại và tương lai. Ôi, lâu lắm rồi mọi người mới gặp lại nhau. Hôm nay đi chơi đâu Hà Nội đi? Công viên nước. Ăn kem bồ hồ. Đi phượt. Xem phim. Wow, quả là những ý kiến thật là tuyệt vời. Nhưng mà Phan Anh có một ý nghĩ như thế này. Chúng ta hãy thử chia cặp ra và tìm về tứ trấn Thăng Long thì sao? Ok, Phan Anh đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi, cái Đông Tây Nam Bắc mà tất cả là ai cũng biết đúng không? Và trong này đã ghi đủ tứ trấn Thăng Long thành rồi. Và bây giờ chúng ta hãy thử chọn theo cặp, mỗi cặp đi một hướng được không nào? Cường và Loan trước đi. Ừ, bác chọn số mấy? Vì Loan sinh tháng 10 nên là Loan sẽ chọn số 10. Vậy số 10 đúng không? Bắc 10 lần. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đền Quán Thánh. Ồ, Đền Quán Thánh. Yeah. Bây giờ là lượt của Hương Giang và anh Phương đấy. Anh Phương thì anh Phương thích hướng Đông, cho Giang chọn số. Giang thích số 8. Ok, Đông 8 lần. Tiết chi luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Đền Bạch Mã. Ok. Yeah. Còn bây giờ là hai cô gái nào? Phương Anh thì Phương cảm thấy hướng Nam là hướng may mắn nhất của mình. Ừ, vậy thì chọn hướng Nam đi. Còn Sương Mai thì thích số 5. Ở hướng Nam 5 lần. Hướng Nam 5 lần. 1, 2, 3, 4 và 5. Đình Kim Liên. Ok. Ok Mai anh ơi, chúng ta chỉ còn mỗi hướng Tây mà thôi. Thế thì Tây 3 lần. Nhất trí. 1, 2, 3. Đền Voi Phục. Yeah. Ok, vậy là địa điểm xong hết rồi. Và sẵn sàng chưa nào? 1, 2, 3. Lên đường. Chọn hướng Đông, hai bạn trẻ Hương Giang và anh Phương bắt đầu chuyến trải nghiệm thực tế tại phố Hàng Buồm. Đây là một con phố khá nhộn nhịp, sầm uất, nằm trong lòng phố cổ Hà Nội. Với Hương Giang, cô gái sinh ra và lớn lên ở đất Hà Thành, thì địa điểm này thuộc như trong lòng bàn tay. Nhưng với anh Phương, chàng sinh viên điện lực năm 2 lại có đôi chút bỡ ngỡ. Thế nhưng, cuối cùng thì anh Phương cũng đã đến được địa điểm cần tìm. Ôi! Ôi. Chào Giang, đợi Phương lâu rồi đúng không? Ừ, tớ cũng vừa mới đến thôi, cậu tìm được nó khó không? Khó, bởi vì thực sự là những đường phố cổ có rất nhiều những đường nhỏ và Phương bị lạc ở phố cổ. Nhưng mà đó cũng là một trải nghiệm rất thú vị của 36 phố phường Hà Nội. Bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta vào. Mình vào nhé. Đền Bạch Mã được xây dựng vào năm 866 và được hoàn thiện vào năm 1010 dưới thời vua Lý Thái Tổ. Đền thờ thần Long Đỗ, vị thần bảo hộ trấn Đông của kinh thành Thăng Long, là một trong Thăng Long tứ trấn, lại có vị trí đặc biệt thuận lợi cho loại hình du lịch văn hóa. Đền Bạch Mã không chỉ có ý nghĩa tinh thần đối với người dân Hà Nội và du khách thập phương, mà còn là nơi cung cấp nguồn tư liệu quý để nghiên cứu, tìm hiểu về chặng đường ngàn năm lịch sử của mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Trải qua thời gian và chiến tranh, ngôi đền vẫn đứng đó như một minh chứng cho sức sống bất diệt của con người và nền văn hóa Việt Nam. Phương này, trong lúc đứng chờ Phương thì Giang có tìm hiểu đôi chút về đền Bạch Mã và Giang đang nghĩ là chúng ta có nên khởi động với một thử thách, đó là thử thách 33 hay không? Thử thách 33 là như thế nào Tú? Tức là Giang sẽ đưa ra 3 câu hỏi nhanh về đền Bạch Mã và Phương sẽ có nhiệm vụ phải trả lời mỗi câu trong vòng 3 giây. Thử thách 33, hay thế, được rồi, okay. Bắt đầu đi, ok. Ừ, câu hỏi thứ nhất đó là đền Bạch Mã được xây dựng vào năm bao nhiêu? 866, cung cấp thêm vào thế kỷ 19. Ok, chính xác. Câu hỏi thứ hai đó là đền Bạch Mã được xây dựng theo hình gì? Hình chữ tam. Ok, câu hỏi thứ ba đó là hiệu của thần Long Đỗ là gì? Nào, 1, 2, 3.
Phương chị không trả lời. Và Phương vừa kết thúc thử thách 33 với Giang, và Giang cũng xin giải đáp luôn. Hiệu của thầy Long Đỗ đó là Quảng Lợi Bạch Mã Đại Vương. Quảng Lợi Bạch Mã Đại Vương. Phương nghĩ rằng là một người sống ở Hà Nội lâu năm như Giang thì mới biết được thông tin này, bởi Phương không biết thông tin này trong sách. Thật ra thì Giang cũng vừa mới biết thông tin này cách đây vài phút thôi, và Giang lấy ra để thử thách Phương luôn. Và đó chính là lý do mà chúng ta phải đi trải nghiệm thực tế thật nhiều để không bị coi là những con mọt sách, đúng không nào? Ok. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi thăm đền Bạch Mã thôi. Đền Bạch Mã là một ngôi đền cổ còn lưu giữ được những nét kiến trúc đặc sắc thời Lý Trần. Với quy mô bề thế, đền được xây theo kiểu ghép 4 tòa nhà khác nhau trong một khuôn tường rộng. Căn nhà ngoài cùng sát mặt phố là tiền tế, nối với nhà đại bái ở phía trong bằng tòa phương đình. Phía sau nhà đại bái là tòa hậu cung. Tại đền Bạch Mã hiện còn lưu giữ nhiều di vật cổ như sắc phong, kiệu thờ, hạc thờ, đôi phỗng và nhiều văn bia có giá trị lịch sử. Ngay từ khi bước vào đền thì Giang có chú ý ngay đến một chú ngựa trắng. Và Giang đang nghĩ là không biết cái chú ngựa trắng này có gắn với một truyền thuyết nào hay không. Và là một người hay đọc sách và tìm hiểu khá rõ về đền Bạch Mã thì Phương có biết gì về thông tin này hay không? Đương nhiên là có rồi, và chú ngựa trắng này chính là biểu tượng của ngôi đền Bạch Mã. Và nói về truyền thuyết của ngôi đền cũng như là về chú ngựa trắng này thì vào năm 1010, khi mà vua Lý Thái Tổ cho rời đô từ Hoa Lư ra thành Thăng Long thì đã cho xây thành để con cháu muôn đời sau có thể hưởng phúc. Nhưng mà cứ xây lên thì lại bị đổ, và vua bèn cho người tới thắp hương cũng như là cầu khấn tại ngôi đền Bạch Mã. Ở đêm hôm đó thì nhà vua đã gặp một giấc mơ và đã có một con ngựa trắng từ trong đền bước ra và đi xung quanh kinh thành Thăng Long. Và nhà vua đã theo dấu chân của con ngựa trắng này để lại và xây thành trong những dấu chân đó. Và quả nhiên thì thành đã không bị đổ nữa mà rất là vững chãi. Và để tưởng nhớ công ơn của thần thì nhà vua Lý Thái Tổ đã cho phong sắc thần là Thăng Long Thành Hoàng Đại Vương. Và đó là sự tích của đền Bạch Mã cũng như là về chú ngựa trắng mà Hương Giang đã thắc mắc. Và đó chính là biểu tượng của đền Bạch Mã, đền Bạch Mã, đền ngựa trắng, đúng không nào? Đúng rồi đấy Giang ạ. Chào bác ạ. Chào cháu. Bác ơi, bác có thể cho cháu đóng góp chút công đức được không ạ? Cảm ơn cháu, cháu vâng. Sẽ đọc tên này. Cháu là Đỗ Hương Giang ạ. Đỗ Hương Giang. Vâng. Bác ơi, bác cho cháu hỏi là ở đây có nhiều khách tham quan đến không ạ? Cũng đông khách rồi cháu ạ. Vâng. Và cái khách nước ngoài cũng nhiều vì là người ta đến tham quan du lịch và tìm hiểu về đền. Vâng, thế thì dịp nào thì là đông khách nhất ạ? Đông khách vào những ngày Tết âm lịch. Vâng. Ngày rằm, ngày mùng 1 và đặc biệt là ngày 12 và 13 tháng 2 âm lịch thì Ủy ban nhân dân quận Kiếm kết hợp với Ủy ban nhân dân phường Hàng Buồm tổ chức để nhớ công ơn thần Long Đỗ. Trong ngày này thì có những hoạt động như là tế lễ nam, tế lễ nữ, hoạt động văn hóa văn nghệ ví dụ là hát văn, hát ca trù, hát chèo, hát quan họ, rồi đấu múa kiếm, múa đao, vân vân. Bác ơi, cháu nghe nói là ở đây có một cái giếng ngọc, tuy nhiên thì khi cháu vào đây thì cháu lại không thấy, thì bác có thể chỉ giúp cho cháu được không ạ? Rồi, xin mời cháu ở đằng vâng. sau đền. Vâng, hai bác. Vâng. Đây là giếng ngọc đúng không ạ? Đúng rồi, đây là giếng ngọc cháu. Vâng. Bác ơi, vì sao mà lại gọi là giếng ngọc ạ? Thì dưới này nó đặt một viên ngọc. Vâng. Thế thì cái này có lâu chưa hả bác? Khi có đền thì có giếng cháu. Giếng này thì để làm gì ạ? Giếng này là trước kia không có nước máy thì giếng phục vụ các sinh hoạt của đền. Vâng. Và nhân dân người ta đến người ta xin người ta dùng. Cháu thấy thì ở đây giếng khá là cạn nước thì không biết là như thế nào hả bác? Mùa này giếng cạn cháu ạ. Mùa giếng cạn, vâng. Trong lúc Hương Giang còn đang mải mê với chiếc giếng ngọc phía sau hậu cung thì anh Phương cũng đã phát hiện ra tấm bia đá được cho là cổ nhất tại đây. Tấm bia ghi lại việc tu bổ đền lớn nhất vào đời Lê Chính Hòa thứ 8, 1680-1705. Lúc đó đền thuộc phủ Phụng Thiên, huyện Thọ Xương, phường Hà Khẩu, nay thuộc phường Hàm Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây chỉ là một trong số 15 tấm văn bia đá cổ hiện còn được lưu giữ tại đền. Thế nào, cậu tìm hiểu được thêm những gì về đền Bạch Mã rồi? Rất là nhiều. Trong khoảng thời gian mà tìm hiểu về đền Bạch Mã thì Phương có nhận ra một điều là có tới 15 tấm bia đá ở trong ngôi đền này nữa. 15 tấm bia đá cơ ạ? Rất là nhiều, và có thể nói là càng đi thì Phương càng thấy là Hà Nội và đất Thăng Long xưa có quá nhiều điều để khám phá.
Và nếu như Phương muốn khám phá nhiều hơn về Hà Nội thì hãy liên lạc ngay với Giang, vì Giang sẽ là người đồng hành cũng như sẽ là hướng dẫn viên du lịch cho Phương. Cảm ơn rất nhiều. Bất cứ lúc nào. Và chuyến hành trình đầu tiên của Hương Giang và anh Phương tại đền Bạch Mã, chấn động của thành Thăng Long cũng đã khép lại tại đây. Hai bạn trẻ đã có thêm thật nhiều thông tin quý giá về ngôi đền thờ thần Bạch Mã. Tuần sau, chúng ta sẽ gặp hai bạn trẻ Trần Loan và Mạnh Cường tại trấn Bắc thành Thăng Long, đền Quán Thánh, để xem họ đã có được những trải nghiệm gì mới cho hành trình tìm về nguồn cội của mình.